ta đưa một que vô đây, que vào cái vỏ ha, một que vào cái vỏ, một que vào cái đầu như đây, thấy nó lên ha, đây là vẫn còn nguyên đây, 64 nè, đó, ok chưa, đó, rồi đó là cách kiểm tra bóng đèn, cái mẹo này rất là hay. Xin chào các bạn, tập này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta đo điện trở và đo thông mạch. Thật ra hai chức năng đo thông mạch và đo điện trở là một đó các bạn. Thật ra là đo thông mạch và đo điện trở thì cái đo thông mạch nó là con của thằng đo điện trở ha. Vì khi mà cái điện trở nó thấp thì nó sẽ nhận dạng đó là thông mạch. Mình sẽ cho các bạn xem. Ví dụ về chức năng đo thông mạch trước ha. Thì chức năng đo thông mạch ta chỉnh qua thang này có chuông, có hình cái chuông này với hình diode nè. Thì đối với những đồng hồ có chức năng đo thông mạch á thì chúng ta chỉnh qua đây. Còn đối với những đồng hồ mà không có chức năng đo thông mạch á thì chúng ta vẫn có thể đo được thông mạch được bằng cách chỉnh qua thang ôm ta đo vẫn được ha. Chỉnh qua thang ôm đo thông mạch vẫn được bình thường, không có vấn đề gì. Mà có cái là đèn thang đo thông mạch này nè là nó có chuông thôi, nó hơn cái là có chuông với cái đèn báo thôi. Hoặc là cái hiển thị thì nó cũng vẫn nhận diện được bằng thang đo. Ví dụ chúng ta có một cọng dây như thế này, chúng ta không biết là nó đứt hay chưa, còn dùng được hay không, chúng ta phải làm như thế nào đây? Chúng ta hãy sử dụng đồng hồ vạn năng. Đầu tiên ha, ta sẽ cắm que đo vào để ta đo các bạn. Que đen, đây là que đen, ta sẽ cắm vào chân cơm ha, đây chỉ có chữ cơm nè, ở dưới đây. Đây là que đỏ, đây nó sẽ cắm vào chữ V ôm, đây có chữ V ôm như đây để đo thông mạch và đo ôm, cũng như đo vòn cũng là cái lỗ luôn. Rồi ví dụ chúng ta muốn kiểm tra cái cọng dây này còn đứt hay là còn nguyên, ta sẽ đưa hai đầu dây vào hai cái que. Bạn thấy là đồng hồ kêu và nó sáng đèn đó, như vậy có nghĩa là dây này vẫn còn dùng được ha. Kêu và sáng đèn chứng tỏ là dây này vẫn còn dùng được ha. Và cụ thể hơn, điện trở của dây này là 3 ohm 6 ohm 9 ohm gì đó, 3 ohm nè ha. Cụ thể hơn là điện trở dây này khoảng 3 ohm. Còn đối với cọng dây này thì sao? Đây cũng là một cọng dây khác ha, cọng dây khác mình đo thử ha, đưa hai que vào thôi, bạn thấy nè, đó nó không lên, không có hiện tượng gì xảy ra, chứng tỏ dây này đã đứt rồi ha, dây này đứt rồi, bên trong nó bị đứt rồi, nó hư rồi, không dùng được, bỏ thôi hả. Mình nói rồi, vẫn có dùng chức năng đo ôm để đo thông mạch được. Giờ mình chuyển sang đo ôm ha, đây chuyển sang thang đo ôm. Rồi chúng ta thử đo cái cọng dây này coi nó lên không. Không lên ha, không lên gì hết, này thì gặp hai ba đo là không lên ha, không lên thì chứng tỏ dây này đứt rồi, không lên là bị đứt. Rồi cái này dây này nãy còn nguyên nè, lên ha, lên ôm bình thường, lên là vẫn còn nguyên, nếu lên ôm là vẫn còn nguyên đó. Đó là tại sao mình nói là đo ôm á, vẫn thay thế cho đo thông mạch được là ở chỗ đó đó. Nếu bạn đưa hai đầu que nè vô cái hàng cuộn dây đó, nếu mà nó lên thì chứng tỏ là cuộn dây đó vẫn ok, nếu nó không lên thì chứng tỏ cuộn dây đó nó hư. Đó là thay thế cho cái năng đo thông mạch. Còn về đo ôm thì sao? Về hướng dẫn đo ôm thì các bạn muốn đo con điện trở chẳng hạn, con này đầu tiên các bạn phải biết đọc điện trở trước đã, và video đọc điện trở bạn coi trên đây có hiện lên đây nè ha, video đọc điện trở. Còn đây điện trở này là 39 kg ha, thì để đo được điện trở 39 kg thì mình phải làm sao? Đầu tiên mình phải biết điện trở là bao nhiêu ký trước ha, là đây là cụ thể đây là 39 kg. Chúng ta phải chỉnh về cái thang mà lớn hơn 39 kg. Đây là 200 ohm nè, 2 kg nè, 20 kg nè, 200 kg nè, ok 2 kg được nè, dẫn qua 200 kg đó, thang 200 kg ha, đây 200. Ta đưa hai que đo vào con điện trở và muốn cho nó chuẩn xác hơn, chúng ta không chạm tay vào điện trở. Đây mình để lại cho nó dính lại. Đây lên 38,6 các bạn, đây lên 38,6 này là ok ổn. Còn nếu chúng ta không chỉnh về thang lớn hơn thì sao? Dù mình để thang thang 2 kg thôi mà mình đo con điện trở 39 kg thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ok thử luôn. Đây không lên các bạn, nó không lên ha, nó không lên các bạn, đây không lên ha, nó không lên. Nếu chúng ta để thang mà nhỏ hơn so với điện trở thì nó sẽ không lên, để thang lớn hơn nó mới lên nha. Đây 20 cũng không lên nè, thang 200 thì nó sẽ lên, để thang lớn hơn nữa 20 thì nó sẽ là 0,39 đó, thì sai số sẽ cao hơn, để lên nữa thì nó vẫn ra 0,04. Rồi nói chung là bạn nên để cái thang lớn hơn
so với nó một bậc thôi ha, đừng để than lớn hơn quá. Về những con điện trở trong những linh kiện trong mập như này, chúng ta thì cứ đưa ra đo và chúng ta đo thôi, hoặc là muốn kỹ hơn nữa chúng ta nên tháo ra ta mới đo, vì có thể trong mạch này thấy mắt nó có thể mắc song song hoặc nối tiếp với những con điện trở khác ha, thì khi đó chúng ta đo sẽ không còn đúng nữa. Để mà chính xác á, chúng ta nên tháo con điện trở ra ngoài để ta đo ha. Trừ trường hợp mà lỡ trường hợp mà nó đang mắc song song hoặc nối tiếp với một con điện trở nào khác thì nó sẽ ra cho một cái kết quả khác không đúng như kết quả mình mong muốn, đó là chức năng. Còn về một cái mẹo nữa ha, để kiểm tra bóng đèn, bạn bóng đèn sống hay chết á, cũng dùng thang đo điện trở đo được luôn nha. Đây các bạn để thang đo điện trở, hiện tại bóng đèn này còn sống nha. Đây mình sẽ đưa hai đầu que vào hai đầu của bóng đèn, đây điện trở lên điện trở ha, để chỉnh về thang nhỏ nhất, thang 200 thôi ha, thang 200 ohm thôi. Đây khi chập que giờ thì điện trở nó lên 60 ohm nè, đó lên bao nhiêu đây nè, là ok ổn các bạn, là bóng đèn của bạn vẫn còn nguyên, vẫn còn dùng được ha, vẫn còn dùng được. Nếu mà bạn đo vào nó không lên gì á thì một là dây của bạn có vấn đề, hai là bóng đèn của bạn có vấn đề. Nếu ta đo nó không lên rồi á, để chắc ăn hơn nữa, để chắc cú luôn á, ta tháo bóng đèn ra, tháo ra như này, ta đưa một que vô đây, que vào cái vỏ ha, một que vào cái vỏ, một que vào cái đầu vô đây, thấy nó lên ha, nó lên nè, do nó nhảy là gì, do mình không có để cho chắc chắn đó, nó mới nhảy đó. Đó nói chung là nó có lên là được ha, nó lên này là vẫn còn nguyên đây 64 nè, đó ok chưa. Đó rồi, đó là cách kiểm tra bóng đèn, cái mẹo này rất là hay. Cách thứ hai để mà kiểm tra cái công tắc, các bạn kiểm tra mà công tắc mà còn sống hay đã chết á, thì ta dùng sao, ta cũng đưa cũng chỉnh thang đo ôm luôn, ta đưa hai que này vào hai đầu công tắc đây, hiện tại đang mở cái độ on này ha, hiện tại đang bật cái độ on nè, nên điện chạy ra cái đồng hồ nó lên số ha, hiện tại là chế độ on nên đồng hồ lên số, mình bấm qua chế độ off nè, off là tắt thì đồng hồ sẽ không lên gì cả, bấm qua on lại nó sẽ lên lại đó, bấm off thì nó sẽ không lên gì cả, thì là ok các bạn, đồng hồ này cái này là cái này tốt, có nghĩa là chúng ta bật on á thì dòng điện sẽ cho qua ha, và nó sẽ lên điện trở, khi chúng ta bật off á thì không cho dòng điện qua, tất nhiên nó sẽ không lên một cái gì cả. Rồi hiện tại đó là cách đo thông mạch và đo điện trở, nói chung là muốn đo cái thang đo thông mạch này nè, bạn không cần phải cần thiết lắm đâu, vì những đồng hồ bây giờ là đồng hồ nào á cũng đã có thang đo điện trở rồi, mà thang đo điện trở có thể thay thế được thang đo thông mạch, bởi vì vậy những đồng hồ mà không có thang đo thông mạch chúng ta vẫn dùng bình thường, không có vấn đề gì xảy ra, như đồng hồ kim nè không có thang đo thông mạch chúng ta vẫn dùng bình thường, không có gì quá là gắt gói cả, nói chung là nó cứ lên ôm thì đó là thông mạch, nếu nó không lên ôm thì đó là không thông mạch. Rồi video mình đã kết thúc, bạn nào có thắc mắc gì hoặc là có ý kiến gì hãy comment bên dưới cho mình giải đáp, và cũng như mình rút kinh nghiệm những video sau. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình, đón xem tập sau ha. Rồi.